Đưa chủ nợ không biết chữ làm giám đốc trung tâm đăng kiểm để trừ nợ dần. Công an huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 10 người liên quan sai phạm tại trung tâm đăng kiểm 5017D về các tội môi giới hối lộ, nhận hối lộ. Về ông Hồ Hữu Tài, giám đốc trung tâm đăng kiểm 5017D, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an thông tin, ông này không biết chữ, không đọc, không viết được, hỏi thì khai mới học hết lớp 3 cách đây 50 năm. Ông Hồ Hữu Tài có vai trò quản lý tài chính, quán xuyến các tài sản của chủ đầu tư. Theo kết quả điều tra của công an, lý do mà ông Tài được lên làm giám đốc là để khấu trừ nợ mà ông Tài cho chủ tịch hội đồng quản trị công ty lập ra trung tâm đăng kiểm mượn. Cụ thể, ông Phong là chủ tịch hội đồng quản trị công ty An Phát, thành lập trung tâm đăng kiểm 5017D từ năm 2019. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hoạt động bị đình trệ, dẫn đến nợ nần. Từ đó, ông Phong mượn tiền của ông Tài. Ông Tài làm kinh doanh cá nhân, kiêm san lấp mặt bằng. Để trả nợ cho ông Tài, ông Phong đưa ông Tài lên làm giám đốc trung tâm đăng kiểm để trả nợ dần. Khi bị bắt giữ, ông Tài không biết viết, đọc chữ và khai chỉ học tới lớp 3. Cũng theo ông Tài, mọi hoạt động của trung tâm đều giao lại hết cho cấp dưới. Việc ký giấy xác nhận đăng kiểm cũng do phó giám đốc phụ trách. Theo cơ quan điều tra, ông Phong và ông Tài có chủ trương cho phép các đăng kiểm viên bỏ qua lỗi vi phạm để nhận tiền hối lộ, kéo doanh thu về cho công ty. Đặc biệt, quá trình làm rõ sai phạm của trung tâm đăng kiểm này, cơ quan điều tra đã phát hiện trung tâm đào tạo sát hạch lái xe Thành Công huyện Nhà Bè có mối liên quan đến hành vi vi phạm. Bước đầu, công an thành phố xác định có khoảng 120 phương tiện xe ô tô không đảm bảo tiêu chuẩn được trung tâm đăng kiểm 5017D đăng kiểm, rồi trung tâm đào tạo sát hạch lái xe Thành Công đưa vào hoạt động dạy lái xe, có nguy cơ gây nguy hiểm cho hoạt động dạy học lái xe tại trường.